Từ khi đưa vào khai thác sử dụng, cầu vượt nút giao Tân Tạo quận Bình Tân thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn. Trong đó đã có trường hợp người chạy xe máy bị té ngã, văng ra khỏi cầu, rơi xuống đất tử vong. Theo người dân, có thể do cầu vượt có khúc cua quá gắt là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Trong khi đó lái xe lại chủ quan, chạy với tốc độ cao khi vào đoạn cong của cầu dẫn tới té ngã. Chiều ngày 8 tháng 7, nam thanh niên ngoài 30 tuổi chạy xe máy trên đường Võ Trần Chí ra quốc lộ 1. Khi đổ dốc tại đoạn đường cong cầu vượt nút giao Tân Tạo, quận Bình Tân thì tự té ngã. Sự cố này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trước đó không lâu, cũng tại khu vực này, hai thanh niên đi xe máy đã không làm chủ tay lái, tự té ngã, đâm va liên tiếp vào giải phân cách, hành lang bảo vệ cầu. Cả hai chấn thương nghiêm trọng được đưa vào bệnh viện. Đó là hai trong số ít các vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây nhất tại đoạn đường cong dốc cầu vượt Tân Tạo. Cái cầu đó giờ làm gắt quá, nó ra cái dòng xe nó làm gắt quá. Từ ở dưới dốc cầu ta đi lên thì người ta đã chạy chớn nhanh rồi, mà tới đó thì là nó gắt quá, tay lái là bị lạc, là té đường xuyên. Nhất là những người say rượu là hầu như là bị gì, chứ những người như ta chạy xe mà yếu dưới tay lái là bị. Chính bản thân tôi chạy tôi cũng bị nữa đó, chứ đừng nói. Cái cua nó gắt quá đi, xe chạy nhanh là bị té liền à. Chính tôi bảo tôi còn mém bị. Cái này nó phải làm gờ giảm tốc độ hay cái bản cấm biển gì chứ, kiểu này chết nhiều lắm rồi, mấy chục ngàn rồi. Theo ghi nhận tại đoạn đường cong này, sau nhiều vụ tai nạn chết người, cơ quan chức năng đã cho lắp thêm lưới chắn sắt trên lan can cầu để nâng cao độ, che chắn cho người đi đường, phòng khi gặp tai nạn không bị rơi khỏi cầu. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lắp đặt thêm đèn vàng nhấp nháy ở giữa cầu để cảnh báo người tham gia giao thông giảm tốc độ trước khi vào khu vực đoạn đường cong. Tuy nhiên, theo người dân, việc lắp đèn giảm tốc độ tại khu vực này vẫn chưa mang lại hiệu quả vì trên thực tế, tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có những giải pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn giao thông, chấm dứt tai nạn tại đây.